máu, kháng viêm, chống co thắt, vân vân. Loại cây được liệt vào nhóm cây thuốc quý của nước ta. Hiện nay, hoa hòe được trồng rộng rãi phổ biến, dùng để chế biến thành nhiều sản phẩm có giá trị và bán trên thị trường. Hôm nay, Thảo Dược Thanh Bình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về công dụng của nụ hoa hòe cũng như cách sử dụng hợp lý để điều trị bệnh, nâng cao sức khỏe. Tác dụng của hoa hòe. Theo đông y, hoa hòe có vị đắng, tính bình. Hoa hòe có tác dụng giúp cải thiện sức bền cho thành mạch, giúp cầm máu cho các chứng chảy máu cao, ho ra máu, ruột chảy máu, tiểu tiện ra máu, rút ngắn thời gian chảy máu. Hoa hòe có tác dụng thanh nhiệt giải độc, chữa trị các loại chỉ, viêm võng mạc mắt, chữa mất ngủ, cao huyết áp vân vân. Cách sử dụng và liều lượng. Dùng hoa hòe chiên sắc hoặc hãm với nước sôi. Một ngày có thể sử dụng từ 8-10 gram nụ hoa hòe. Một số bài thuốc chữa bệnh có sử dụng hoa hòe. 1. Dùng chữa bệnh lỵ, ra máu và các loại xuất huyết. Cách thứ nhất, chuẩn bị 10-15 gram hoa hòe hoặc 8-10 gram quả hòe, dùng để sắc nước uống. Nếu dùng hoa hòe thì nên sao qua trước khi sử sắc uống sẽ tốt hơn. Cách thứ hai, dùng 20 gram hoa hòe giúp cháo 12 gram và 10 gram địa dung. Đem hoa hòe và địa dung sao đen sắc tất cả với 300 lít nước, sắc chặt còn 200 ml nước, chia uống 1-2 lần trong ngày. 2. Dùng hoa hòe chữa nôn ói ra máu. Lấy 12 gram hoa hòe kết hợp cùng 4 gram cỏ nhà nòi tán thành bột mịn và uống cùng nước sắc rễ chanh sẽ hiệu quả. 3. Hoa hòe chữa mất ngủ. Chọn hoa hòe trung quế hạt muồng tán bột mịn và uống mỗi lần 5 gram, uống 2 lần một ngày. Lưu ý khi sử dụng hoa hòe, người bị huyết áp thấp, phụ nữ có thai cho con bú, trẻ em, trẻ nhỏ, người thường xuyên bị đau bụng, đi ngoài phân lỏng, không được sử dụng hoa hòe. Trên màn hình là sản phẩm nụ hoa hòe được kiểm tra và đóng gói bởi công ty Thảo Dược Thanh Bình. Nếu các bạn cần tư vấn có thể liên hệ hotline 0931 665 345 và 0963 665 345 hoặc vào website của chúng tôi www.caythuocquytribenh.com để mua hàng trực tuyến và tìm hiểu thêm các cây thuốc khác. Hoặc các bạn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh muốn mua hàng trực tuyến